Chào các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ đến với tiết luyện tập trung trang 177 ở lớp 5. Các bạn cùng mở sách ra để cùng thầy tiến hành và ôn tập các dạng toán nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu với bài thứ nhất. Ở bài thứ nhất có bài A 6,78 trừ mở ngoặc 8,951 cộng 4,784 đóng ngoặc chia cho 2,05. Ở dạng này chúng ta nhìn thấy có dấu ngoặc đơn. Các bạn hãy nhớ lại công thức chùm thầy, luật tính biểu thức chùm thầy nhé. Ở bài thứ hai, bài B, 6 giờ 45 phút cộng 14 giờ 30 phút chia cho 5. Đây là các phép tính với số đo thời gian. Bây giờ các bạn đã nhớ lại luật tính biểu thức ở bài A chưa? Chúng ta bắt đầu tiến hành. Như vậy, chúng ta phải tính giá trị trong ngoặc đơn trước. Và ở bước thứ nhất, chúng ta sẽ có kết quả như sau. Nhắc lại, trước khi đọc kết quả thì thầy nhắc những phép tính nào chúng ta tính sau thì chúng ta phải hạ xuống và chúng ta sẽ được như sau. Đó là 6,78 trừ 13,735. 13,735 là kết quả của 8,951 cộng với 4,784. Sau đó chia tiếp tục cho 5. Ở đây chúng ta lại có hai phép tính, đó là trừ và chia. Thì theo luật của biểu thức, chúng ta sẽ tính phép tính nào trước? Đó là phép tính chia. Vậy chúng ta sẽ có kết quả ở bước thứ hai như sau. 6,78 chúng ta hạ xuống và chúng ta tiếp tục trừ trừ cho 6,7. Đó chính là kết quả của 13,735 chia 2,05. Tiếp tục, chúng ta chỉ còn một phép tính, đó là phép trừ. 6,78 trừ 6,7 chúng ta sẽ được 0,08. Như vậy, thầy trò chúng ta đã hoàn tất bài A. Bây giờ chúng ta cùng sang bài B. Đúng theo luật biểu thức thì các bạn sẽ tính phép tính nào trước? Đó là chúng ta phép tính chia làm trước. Vậy ta sẽ lấy 14 giờ 30 phút chia cho 5, đem ra nháp rồi chúng ta tính. Kết quả ở bước thứ nhất chúng ta sẽ có hạ 6 giờ 45 phút xuống. Phép cộng chúng ta cũng hạ xuống. Và kết quả của 14 giờ 30 phút chia cho 5 là được 2 giờ 54 phút. Như vậy, chúng ta còn lại phép tính cộng và chúng ta sẽ cộng số đo thời gian với nhau. Ở đây thầy cũng lưu ý, chúng ta đặt giờ thẳng với đơn vị giờ, phút thẳng với đơn vị phút và chúng ta sẽ được kết quả là 9 giờ 39 phút. Ở đây phần phút nhỏ hơn mối quan hệ giữa giờ phút là 60 nên chúng ta vẫn để nguyên không đổi. Các bạn lưu ý. Tiếp tục sang bài thứ hai, đó là tìm số trung bình cộng. Ở bài này chúng ta chỉ tính bài A thôi. Bài A thầy có 3 giá trị, đó là 19, 34 và 46. Theo nguyên tắc tìm trung bình cộng của nhiều số, thầy dành cho các bạn 30 giây để nhớ lại kiến thức nhé. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành. Trước tiên, thầy nhắc lại cách tính trung bình cộng của nhiều số. Muốn tìm trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng các số đó, rồi chia cho số các số hạng. Tức là, chúng ta sẽ lấy 19 cộng 34 và cộng với 46.
Ở đây có 3 số nên chúng ta tất cả chia cho 3. Các bạn chú ý. Đây là bước chúng ta thực hiện phép tính. Và theo nguyên tắc, chúng ta cũng tính trong ngoặc đơn trước, tức là lấy 19 cộng 34 cộng 46, rồi sau đó mới chia cho 3. Như vậy, chúng ta sẽ có 99 chia 3 và kết quả sẽ là 33. Trung bình cộng là một trong các dạng toán điển hình mà chúng ta đã học, nên chúng ta cần phải ôn lại thật kỹ để có dịp dùng lại sau này ở cấp 2 nhé. Như vậy, chúng ta đã hoàn tất hai bài tập ở trang 177. Về nhà, các bạn luyện tập lại phép chia, cách tính biểu thức, tính số đo thời gian và tính trung bình cộng của nhiều số để có một kiến thức vững chắc tiếp tục ở cấp 2 sau này. Chúc các em học giỏi và chăm ngoan. Thân ái, chào tất cả các em.